Lập Phụ Hồ khoe nhà mới. Sau hơn một tháng xây dựng, căn nhà mới của Lập Phụ Hồ đã hoàn thành. với kinh phí quá tiết kiệm. Mới đây, YouTuber Lập Phụ Hồ đã quay clip review hoàn thiện căn nhà mới sau một tháng xây dựng. Ngôi nhà này trước đó được anh chàng giới thiệu rộng 16 m vuông, xây trên mảnh đất của bố mẹ vợ và phục vụ cho công việc. YouTuber Phụ Hồ cũng không ngần ngại tính tổng kinh phí và chia sẻ kinh nghiệm dành cho ai có nhu cầu xây dựng nhà giá rẻ. Anh thống kê, tiền gạch khoảng 110 đến 120 000 đồng một mét, trần nhà hạch cao có kinh phí gần 5 triệu đồng, tiền vật liệu và tiền công hơn 11 triệu đồng, cửa nhôm chi phí hết 13 triệu đồng, tiền lắp đường điện hơn 5 triệu đồng, tiền nước sơn khoảng 5 triệu đồng, tổng tất cả chi phí hết gần 60 triệu đồng. Với kinh phí hấp như trên, YouTuber đã xây dựng được căn nhà nhỏ sạch sẽ, khang trang. Anh cũng tâm sự, nhờ gia đình tự xây dựng nên tiết kiệm được khoảng 20 triệu đồng tiền công. Lộc Phụ Hồ cũng chia sẻ mục đích cụ thể khi xây dựng căn nhà này. Mình sẽ hợp tác với một số bác sĩ ngoài Hà Nội về hẩm mỹ. Căn nhà nhỏ này sẽ trở thành chi nhánh nhỏ để lọc live stream. Qua bàn bạc, nếu công việc phát triển, bên thứ hai sẽ bỏ phần trăm lợi nhuận, hỗ trợ tiền để Lộc Phụ Hồ hoạt động hiện nguyện. Kênh youtube của Lộc chủ yếu là trẻ em theo dõi nên làm thiện nguyện, được quyên góp rất ít tiền. Về việc làm từ thiện, Lão Phụ Hồ cho biết số tiền nhận được gần nhất là 4,8 triệu đồng. Anh chàng tiếp tục giúp cho hoàn cảnh của một cụ bà bán vé số.